Sơn U Expo hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Mời, đợi chút xíu. Cố lên. Sao là gì mà mệt thế? Em đi đâu vậy mà vừa nhanh vừa khỏe khoắn? Ồ, anh Phai không biết à? Em trước đây đã có học võ rồi đấy. Wow, có vẻ vì thế mà cái việc học võ có liên quan tới cái sự khỏe khoắn và nhanh nhẹn ha? Đương nhiên rồi, mà còn rất liên quan đến một nơi mà em chuẩn bị dẫn anh đến nữa cơ. Ai cũng biết là Bình Định là một nơi mà có giá trị tinh thần thượng võ rất cao và nổi tiếng ở Việt Nam. Nghe Thanh Tú nói như vậy thì Khao cũng rất là háo hức để mà tìm hiểu và khám phá về một nét đặc sắc cũng như là giá trị tinh thần của một di sản phi vật thể của quốc gia, đó là võ thuật cổ truyền của Bình Định. Và ngày hôm nay quý vị khán giả hãy cùng theo dõi Khao York và Thanh Tú để tìm hiểu về miền đất võ ở Bình Định nhé. Bình Định là cái nôi võ thuật của cả nước. Võ Bình Định thật giản dị nhưng thâm thúy và chắc chắn hiệu quả trong chiến đấu. Đã từ lâu, võ đã ngấm vào máu thịt con người Bình Định. Ở đây, người người tập võ, nhà nhà tập võ. Cha truyền cho con, chồng dạy cho vợ, anh dạy cho em, hình thành nên một văn hóa võ đặc sắc mà không đâu có được. Cũng chính nơi đây đã sản sinh ra những võ tướng, võ sư kiệt xuất mọi thời đại, phải kể đến như ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Vì vậy, võ Bình Định đã trở thành một di sản văn hóa phi vật thể vô cùng quý giá, cần được bảo tồn và phát triển. Để thất truyền hoặc mai một là có lỗi với cha ông. Xin chào võ sư, bọn em là Thanh Tú và đây là anh Kaio đến từ chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt. Và giới thiệu với anh Kaio thì đây là võ sư Hồ Sĩ, một võ sư nổi tiếng của dòng võ cổ truyền Bình Định. À, từ rất là lâu rồi Kaio đã nghe về võ thuật của Bình Định và dường như là đây là một môn rất nổi tiếng và được rất là nhiều người biết đến ở vùng đất này. Và không biết ngày hôm nay Kaio và Thanh Tú có thể tham gia vào lớp này được không? Được chứ. Nếu mà Thanh Tú, Kaio có tâm huyết muốn tập trải nghiệm vào lớp võ cổ truyền này thì mời Thanh Tú, Kaio vào bên trong thay trang phục võ thuật cổ truyền, sau đó mình trải nghiệm cùng với lớp. Võ cổ truyền Bình Định bao gồm cả các dòng võ cổ truyền tại Tây Sơn và các dòng võ địa phương trên tỉnh Bình Định. Các dòng võ này dù phát triển độc lập tuyệt đối với nhau, nhưng vẫn dựa trên các đặc điểm chung như có bài thiệu, nguyên tắc túc bất ly địa, nghĩa là chân không rời đất. Có vẻ như là trong lúc Thanh Tú và anh Kaio đi thay võ phục thì võ sư và các võ sinh đã tập được một bài quyền rồi. Thì không biết là bài quyền này có tên là gì ạ? Bài quyền này có tên là quyền thiền sư. Và quyền bài quyền này là có nghĩa gì? Bài quyền này là bài quyền mở đầu, gọi là bài quyền vỡ lòng cho tất cả các bài quyền ở sau. Nó có một cái tác dụng có nghĩa là tập để rèn luyện thân pháp, thủ pháp và
cước pháp để cho bổ nhiệm tất cả các bài quyền sau. Đó là bài quyền cơ bản ban đầu. Thưa võ sư, khi tìm hiểu về môn võ thuật cổ truyền Bình Định thì Thanh Tú Đức biết là Roi Thuận Truyền là một bài võ tiêu biểu mà qua thời gian thì nó vẫn giữ một vị trí quan trọng. Vậy thì không biết tại sao người ta lại gọi là Roi Thuận Truyền ạ? Học xưa là cố võ sư Hồ Ngạnh là sinh ra và lớn lên tại đất Tây Sơn Bình Định. Ông là rất giỏi vào roi. Tất cả các võ sư người ta nghe danh ông nổi tiếng vào roi. Thì đặc biệt như có võ sư Tèo Xéo và tướng cướp Duy Đành tìm tới thử ông thì trước khi thi đấu là buộc vào hai đầu roi chấm mực. Khi thi đấu trong tàn nhang xong ra là điếm mực trên người, mực người nào mà nhiều hơn là chứng tỏ người đã thua. Thì sau một hồi thi đấu tàn nhang nhưng mà không phân thắng bại được thì sau ra mới điếm được là mực trên người Tàu Xấu là nhiều hơn và mực trên người của võ sư Hồ Ngạnh là ít hơn. Sau đó Tàu Xấu mới tặng cho Hồ Ngạnh một câu là roi đoạn thuận truyền di hữu nhất. À, là chỉ có một người cũng không có người thứ hai. Cho nên từ đó dân gian mới có câu ca là roi thuận truyền. À, và có lẽ chính vì điều đó là bài roi là một bài rất là đặc trưng của võ thuật cổ truyền của Bình Định. Rồi cái đặc trưng cái roi của thuận truyền nói riêng mà Bình Định nói chung là cái roi này là vận dụng phép âm dương. Mỗi bài roi thuận truyền gồm lời thiệu và động tác. Lời thiệu để dẫn dắt động tác, còn động tác là các đòn thế được tổ chức theo các phách roi cơ bản. Với môn roi, bên ra đòn trước thường chiếm thế thượng phong. Nhưng không phải lúc nào, trận nào, anh cũng gặp thuận lợi để ra đòn trước. Do đó phải biết thủ để tìm cơ hội. Thủ không có nghĩa là né đòn thụ động, mà phải biết cách phá trừ đòn của đối phương, rồi liền đó ra đòn hạ gục đối phương. Cũng có khi thủ là một cách quá bại để giữ đối phương vào thế. Các phách roi được sử dụng không phải nhất theo thứ tự trên mà phải linh hoạt. Linh hoạt ở chỗ không chỉ vận dụng phách nào thích hợp mà còn biết chuyển hóa hư thực trong từng phách. Sự linh hoạt ấy biểu hiện đa dạng. Dùng thủ để công, trước thủ sau công, trừ công để thủ, thủ giả công thật. À, sau khi nghe võ sư chia sẻ thì Thanh Tú và anh Kaio chắc chắn là rất là muốn được tập luôn bài võ này. Thì bây giờ võ sư có thể chỉ cho Thanh Tú và anh Kaio được không ạ? Vâng được, bây giờ nếu mà hai bạn có thích thì mình vào bên trong, mình lấy binh khí là gọi là roi, mình ra mình lấy vào lốp mình tập. Dạ, vâng. Rồi mình vâng. Về khía cạnh võ thuật, võ cổ truyền Bình Định thể hiện rõ tính liên hoàn, tinh tế, uyên thâm, kết hợp nhuần nhuyễn giữa cương và nhu, giữa công và thủ, giữa mạnh và yếu, giữa bên trong tinh khí thần với bên ngoài cơ thể thủ, nhãn, chỉ và thân. Về võ lý, võ cổ truyền Bình Định vận dụng triệt để học thuyết âm dương, lấy phép ngũ hành và phép bát quái làm nguyên lý cơ bản của song thủ ngũ hành vi bản, lưỡng túc bát bộ vi căn, là cơ sở võ lý cho luyện tập bộ tay và bộ chân trong võ cổ truyền Bình Định. Tiêu tiêu tiêu, à, rút tay lại chút xíu. Mới thấy. Nè đúng không? Mười này, rồi lon xuống này một này thấy chưa? Lon xuống, hai lon lên tay trái, dưới xe lại, bỏ chân phải. Võ thuật cổ truyền Bình Định đang dần khẳng định giá trị của mình, vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần thượng võ, tình đoàn kết và là niềm tự hào của người Bình Định. Hơn nữa, võ thuật cổ truyền Bình Định còn vinh dự khi được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia, là tinh hoa quý giá của miền đất võ Bình Định nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung. Và vì cuộc sống là một hành trình, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Hành trình Văn hóa Việt mỗi thứ bảy hàng tuần trên đài truyền hình Vĩnh Long 1 vào lúc 19:50 nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Một điệu múa dân gian không thể thiếu trong văn hóa của đồng bào Khmer. Một sự kết hợp điêu luyện của các động tác hòa quyện nhịp nhàng với tiếng trống. Hãy cùng theo chân Hành trình Văn hóa Việt tới Tây Ninh để thưởng thức múa trống say dâm của đồng bào Khmer. Trong tập tiếp theo của Hành trình Văn hóa Việt, phát sóng lúc 19:50 thứ bảy ngày 4 tháng 11 trên truyền hình Vĩnh Long 1.
Sơn Oexpo, chúng tôi trân trọng những di sản văn hóa Việt Nam.